Ông xã ơi, dạo này Houston nóng quá mà máy lạnh nhà mình hỏng rồi, phải làm sao hả ông xã? Bà xã à, không sao đâu em, vì mình đã có đóng trần AC, lo cho mình từ A đến Z, nên bà xã đừng bận tâm chi. Cảm ơn Honey, đóng trần AC chuyên bán sửa chữa bảo trì đủ loại máy lạnh, máy sửa cho tư gia và cơ sở thương mại. Hãy đến với đóng trần AC, việc làm uy tín, tận tâm, giá cả phải chăng. Xin liên lạc đóng trần 832-858-9411. 832-858-9411.